Yo, xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa mới nhận được một kiện hàng DHL của Chiabet về. Mình mua hàng từ Chiabet về. Đây là chi phí phải trả cho DHL đó là 20.000 đồng. Đấy, chỉ có 20.000 đồng thôi. Còn ở trên này nó có phần thuế nữa. Thuế và cái phần 20.000 đồng mình chỉ cần trả 20.000 đồng thôi, còn phần cái gì bằng số này 81.000 đồng là không có trả nha. Đó. Ok, cái đơn hàng của mình thì để thôi, có mấy cái micro thôi. Và đây là kiện hàng của DHL, khá là to đúng không? Có hai cái micro rất là nhỏ thôi, cái micro này nè. Mình đặt micro này về cho hai vị khách thì chắc tí nữa thôi họ cũng qua lấy. Đây là kiện hàng khá là to, vận chuyển về chỉ có 7 đô la thôi các bạn nhớ nhé, chỉ có 7 đô la thôi. Bây giờ chúng ta sẽ khui hàng thôi. Con dao rồi à, đây dao khui hàng. Cái này là hải quan đã mở ra để kiểm tra rồi. Tại vì khi mà DHL về tới đây á thì ở kho hàng DHL phải thông qua hải quan một lần nữa. Cho nên là cái này hải quan kiểm tra rồi. Mà hải quan kiểm tra hàng á. Không khui được cái này thì ai mà ăn trộm rồi dốt thế, nó chỉ có một đường cái này thôi. Một đường ở giữa đây rồi rồi khui ra mình cứ tìm nó ở đâu. Nhà thiết kế mà học thiết kế bao bì mà cái này chết rồi. Trời ơi, nó đóng cái hộp. Cái hộp rõ to bị trống mất một khoảng này nữa. Thân 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 thân. Đây 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 đây, đâu rồi? Mẹ. Đây nha, micro này. Thon 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 thon. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ cắm thử cái micro vô và thu âm thử xem chất lượng nó như thế nào nhé. Nãy giờ không có phải thu bằng cái này đâu mà thu bằng micro của cái webcam á, cho nên các bạn sẽ nghe nó cảm giác là hơi nhiễu. Bây giờ mình sẽ xem và so sánh thử cái mic này ship từ AliExpress về và cái mic từ Chibet Hồng Kông, cái bên Trung Quốc một cái Hồng Kông, xem có khác gì không nhá. Ok, cái sốc mao là bỏ ra ngoài đi. Đây là cái dây vẫn còn mùi nhựa, đồ giá rẻ Trung Quốc thì thường thường nó sẽ có cái mùi đó, mùi nhựa nhựa giá rẻ. Cái này thôi khỏi gắn vào đi ha. Rồi giờ chúng ta sẽ có cái đầu như thế này, đây này, mình sẽ gắn cái đầu vào.
nó giống như cái micro hát karaoke á. Đây nè, hai cái đồng này. Nghe cái tập phát nè, đó nghe cái tập phát là vô hit luôn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ gắn thử vô. Hiện tại thì đang thu âm bằng cái micro đó và mình sẽ gắn gắn cái micro này vô trong cái sao kẹt ha. Đó là jack 3.5 nha. Jack này thì có thể gắn được ở trên tất cả cái nào mà có kích thước là 3.5, micro in 3.5. Ok, bây giờ để ta sẽ thử nghiệm tới cái micro này nhé. Cái này thì nó cũng y chang nhau thôi. Nó khác một chút xíu là nó có cái viền này. Bạn thấy có cái viền không? Còn cái màu xanh nó không có. Nó có cái viền màu vàng dưới nè. Thật ra cái mic này nó không phải là một cái thương hiệu cao cấp, không phải là một cái thương hiệu chính hãng mà để mà cái kiểu dáng thiết kế của nó ấy, mà nó chỉ giống giống này né nhau thôi, cũng chả biết là cái nào của chính hãng hay không nữa, tại vì mình cứ thấy là cùng một chất lượng cả nhưng mà nó chia ra nhiều cái, rồi nhà cung cấp này nhà cung cấp kia bán rồi nó in in bao bì thôi. Ví dụ như cái bao bì này nè, nó đâu có ghi BM800 đâu, nhưng mà một số cái hãng thì nó lại ghi là BM800 ở trên bao bì luôn, thì nó bán với giá mắc hơn một chút xíu. Nhưng mà theo Cường á, thì thực ra thì nó cũng là một cả, cái quan trọng là cái chất lượng âm phía bên trong nó cũng là một cả, người ta đóng gói mác thương hiệu khác nhau rồi người ta bán thôi. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ test thử cái này nhá. Chào các bạn, bây giờ thì Cường sẽ test thử cái âm của cái micro này. Đây, đó là hai cái micro, thì các bạn có thể nghe được cái chất âm nó khác so với nãy giờ Cường đọc bằng hồi nãy lúc mà mở hàng á, là Cường thu âm bằng cái webcam luôn chứ không dùng cái này ha. Nãy giờ Cường thu âm bằng cái webcam cho nó to luôn đó, thì bây giờ mình test thử thì các bạn sẽ đã nghe thấy cái sự khác biệt. Nó đó là nó có âm bass này, âm chép, âm trầm, âm bổng, thì nghe nó chất lượng hơn, mặc dù là nó không thể như cái mấy cái micro quá xịn, nhưng mà với mức độ 500.000 thì cũng vậy là quá good rồi, quá tốt, thật sự là như thế. Thì về nếu mà các bạn nào mà muốn mua hàng á thì có thể là gửi Cường mua giúp, hoặc là xem cái link phía bên dưới, Cường có viết một cái bài hướng dẫn mua hàng trên Jabit luôn. Trước đây thì các bạn có thể mua cái micro này ở trên AliExpress, nhưng mà nó tới 30 ngày nó mới về, thì nó giá nó khoảng là 400 đến 450, mà ví dụ như thêm 50.000 thì các bạn mua bên Jabit thì Jabit.com thì nó chỉ khoảng 500.000 là các bạn 10 ngày là các bạn về rồi. Cái micro này nè thì Cường đặt đúng ngày 10, hôm nay ngày 18 là sáng nay là giao. Thực ra là nó về Việt Nam từ 3 ngày trước, nhưng mà thủ tục hải quan khi mà làm á, thì người ta thấy cái micro này tốt quá, người ta hải quan nó bảo là cái giá micro này nó tới $200 lận đó. Cường mới alo cho hải quan, là cường gửi email, alo cho DHL và gửi email cho nó, nói là mình mua hết mười mấy đô thôi, gửi link mua hàng cho nó, thì nó xác nhận vô là ok chứ không có vấn đề gì cả. Nói chung là giá thật thì mình cứ khai thật, không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà các bạn khai gian lên trên mạng thấy giá cao thì bị chặt thuế thôi, không có gì cả. Ok vậy nhé, có gì thì các bạn cứ truy cập cườngmuahộ.com hoặc là email về cườngmuahộ@gmail.com. Ok.